Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nốt ruồi xuất hiện trên cơ thể đa phần là bình thường. Tuy nhiên, những nốt ruồi mang các đặc điểm bất thường có thể cảnh báo nguy cơ ung thư tiềm tàng. Nhận biết sự thay đổi của nốt ruồi là cách để kịp thời phát hiện và điều trị ung thư hiệu quả. Thông tin có tại trang Sức khỏe và đời sống và trang tin tức 24 giờ. Ung thư từ nốt ruồi là loại rất nguy hiểm, phát triển nhanh, theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn quang minh phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng bệnh viện gia liễu trung ương ung thư da hiện nay đang có xu hướng gia tăng trong ung thư da bệnh nhân mắc ung thư da thể tế bào hắc tố là ác tính nhất so với ung thư phổi ung thư gan thì ung thư tế bào hắc tố cũng nguy hiểm không kém các bác sĩ cho rằng khi bệnh nhân bị ung thư hắc tố da cần nhanh chóng được phẫu thuật vì chậm một ngày tế bào ung thư di căn rơi rớt vào máu hệ bạch huyết sẽ nhanh chóng di căn tới các cơ quan lân cận Ung thư hắc tố da còn là loại ung thư ít đáp ứng điều trị với hóa chất cũng như xạ trị. Với bệnh ung thư này, phẫu thuật cắt bỏ rộng tổn thương là biện pháp điều trị hữu hiệu nhất. Bệnh nhân còn chủ quan với ung thư da hắc tố, bình thường khoảng 50% các trường hợp ung thư tế bào hắc tố xuất hiện ở vùng da bình thường. Tuy nhiên, ung thư tế bào hắc tố có thể xuất phát từ những tổn thương sắc tố phổ biến nhất, đó là nốt ruồi, bớt sắc tố bẩm sinh. Bệnh nhân càng có nhiều nốt ruồi không điển hình, càng có nguy cơ biến thành ung thư tế bào hắc tố. Kết hợp với tiền sử gia đình có người bị ung thư tế bào hắc tố thì nguy cơ này tăng lên từ 100 đến 400 lần. Do vậy cần theo dõi sự tiến triển của các nốt ruồi. Nốt ruồi bắt đầu mọc từ khi nào? Có hai dạng nốt ruồi hay còn gọi là bớt sắc tố là bẩm sinh và mắc phải. Nốt ruồi bẩm sinh xuất hiện từ khi trẻ vừa chào đời hoặc trong khoảng thời gian trước 2 tuổi. Nốt ruồi mắc phải xuất hiện sau 2 năm đầu đời nhưng bản chất của chúng vẫn có nguồn gốc từ bào thai. Đa số nốt ruồi mọc sau giai đoạn 2 tuổi. Tại sao nốt ruồi có các màu khác nhau? Nốt ruồi thường có màu nâu, một số khác có màu tối hơn hay theo màu da bên ngoài chúng thường nhô cao hay phẳng trơn láng hoặc thô ráp một số còn có lông mọc tại nốt ruồi nốt ruồi thường có hình tròn hay hình oval với đường viền mềm mại lý giải nguyên nhân nốt ruồi có các màu khác nhau như đen nâu xanh theo các bác sĩ cho hay các tế bào sắc tố chứa hoạt chất có màu khác nhau tùy theo vị trí mức độ đậm đặc của các sắc tố độ nông sâu của nốt ruồi mà chúng có biểu hiện màu ra bên ngoài khác nhau trong đó đa số là màu đen một số ít có màu nâu về bản chất các nốt ruồi là giống nhau những vị trí dự báo ung thư Do bản chất của nốt ruồi là tổn thương tế bào sắc tố da, những tế bào này có nguy cơ nhất định về ung thư hóa. Trong đó, nốt ruồi bẩm sinh khổng lồ có nguy cơ tiến triển ung thư cao nhất, tỷ lệ 13%. Bên cạnh đó, ở một số vị trí như lòng bàn tay, bàn chân, vùng bán niêm mạc, trên đầu, vân vân, nốt ruồi cũng được xem là nguy hiểm vì có thể tiến triển thành ung thư các nốt ruồi ở vị trí khác nhau khi có sự thay đổi nhất định cũng trở thành dấu hiệu cảnh báo ung thư thay đổi về kích thước những nốt ruồi bẩm sinh nhưng lớn nhanh hơn sự phát triển của cơ thể thay đổi về màu sắc đang đậm chuyển nhạt đang nhạt chuyển đậm hoặc chuyển loang lổ xuất hiện thêm màu khác thay đổi về bề mặt nốt ruồi đang nhẵn nhụi nhô hẳn lên thay đổi về ranh giới nếu như đường viền ngoài của nốt ruồi bị mờ, không rõ nét đường biên giới giữa da và nốt ruồi. Khác thường với các nốt ruồi khác thì đó cũng có thể là cảnh báo ung thư. Các thương tổn của khối u ác tính thường là nguyên nhân làm mờ các đường biên của nốt ruồi lạ trên da. Ngoài ra, một số triệu chứng khác như viêm, chảy máu, lét ngứa từ nốt ruồi cũng cần lưu ý đến nguy cơ ung thư. Nốt ruồi được điều trị như thế nào? Để đánh giá thêm một nốt ruồi, bác sĩ sẽ chỉ định làm sinh thiết bằng cách cạo hoặc cắt toàn bộ nốt ruồi để đánh giá dưới kính hiển vi. Đây là một thủ tục đơn giản. Nếu bác sĩ gia liễu nghĩ rằng nốt ruồi có thể là ung thư, chỉ định cắt nốt ruồi sẽ không khiến ung thư lan rộng. Nếu nốt ruồi được phát hiện là ung thư, bác sĩ gia liễu sẽ cắt bỏ toàn bộ nốt ruồi hoặc vết sẹo từ vị trí sinh thiết bằng cách cắt toàn bộ khu vực và một vành da bình thường xung quanh nó rồi khâu vết thương kín lại quý vị và các bạn thân mến lợi ích của việc biết được nhóm máu của bản thân sẽ là chủ đề trong mục thông tin sức khỏe ngày mai mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn mục thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt